trao tuôn sóng tình yêu nơi nương long cánh sườn người mạch suối khơi nguồn ơn cứu thoát từ nơi nương long cánh sườn người màu nương tuôn trào ơn cứu độ vì Chúa ta chết cho tôi con nguồn sống mới chiêu soi hồn con tình Chúa vẫn mãi ở cùng con. Đây là đài phát thanh lòng Chúa thương xót được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục An Tôn Vũ Quốc Thịnh và audio sách đạo. Chỉ có máu Chúa thôi chữa lành hồn con, chỉ có máu Chúa thôi, chỉ có máu Chúa thôi sao hòa đất với trời. Giê-xu Giê-xu danh Ngài chi thánh, Giê-xu ôi Giê-xu danh Ngài quyền uy, Giê-xu ôi Giê-xu danh Ngài chi thánh, Giê-xu ôi Giê-xu danh Ngài quyền uy. Trích sách tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi. Ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Trong ngày đó, ở Jerusalem, thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay đừng bụn rụn. Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Chính Người cứu thoát ngươi, Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của Người. Vì ngươi, Người nhạy mừng trong tiếng reo vui như thủa tao phùng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hỡi trinh nữ Maria, phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi lên miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.
và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi thế này? Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần tí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đến cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong cái thực tại của cuộc đời. Đặc biệt chúng ta được sống chung với một linh mục già nua tuổi tác mù lòa. Chúng ta sống với Ngài trong những ngày này để chúng ta có cái cảm nghiệm về cuộc đời nó rõ nét hơn. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử. Hết tiền, hết bạc, hết thầy tôi. Đúng không nhân? Những ngày mà Ngài còn làm cha xứ, nhân chứng kiến mà, phải không? Đúng không? À, những ngày mà còn làm cha xứ, đặc biệt là cha xứ to, thì kẻ đón người đưa, kẻ thăm người viếng. Rồi đến một lúc nào đó, cái tuổi già nó ập đến, rồi cái sự mù lòa nó ập đến. Chúng ta thấy có mấy ai đến thăm Ngài nữa đâu, đúng không? Chỉ có vài ba người đến thôi. Tết thì được vài nhóm, hai ba nhóm. Và sau đó trong năm thì lặng lẽ, chẳng mấy ai nhớ đến vị linh mục dường như cả một cuộc đời tận hiến cho Chúa, cho tha nhân. Khi còn sức khỏe, còn sáng mắt, còn chức, còn quyền, thì nhiều người thăm viếng lắm. Nhưng khi về hưu, khi già nua tuổi tác và ở cái bệnh tật và đặc biệt nhất là mù lòa, không ai đến cả. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết thầy tối, hết chức quyền rồi thì ai mà thèm đến nữa. Và ngang qua đó chúng ta thấy nó lộ lên một cái điều rất thật trong cuộc đời của con người, đó là người ta đến thăm nhau có mục đích. Có mục đích. Khi người còn làm cha xứ, khi người có chức có quyền, và xin lỗi, khi người có tiền, thì người ta đến. Người ta đến để có một chút gì đó. Tại vì rõ ràng mình thấy một cái thực tế, nếu như một cái tình thương thật sự, thì khi về hưu, khi nghỉ ngơi, khi mù lòa, người ta vẫn đến. Nhưng mà dường như người đang sống trong một cuộc đời cô đơn, một cuộc đời cô độc của tuổi già, Bỉ Nhân, một cái tên rất là dễ thương mà Ngài tự nhận, tôi là Bỉ Nhân. Bỉ Nhân, một cái tên rất là khiêm hạ, Bỉ Nhân. Và khi mà nhìn cuộc đời của Bỉ Nhân, chúng ta thấy rằng là chẳng ai đến nữa. Bởi vì không còn một cái nguồn lợi gì nơi cái con người này, người ta không đến. Ngày hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ Đức Maria thăm viếng. Chúng ta cũng nhìn lại cái ý nghĩa của cuộc thăm viếng của Đức Maria. Chúng ta thấy thăm viếng nhau đó là chuyện rất bình thường trong cuộc đời. Các nguyên thủ quốc gia thăm nhau, các tổng thống thăm nhau, các chức vị chức quyền thăm nhau.
Nhưng mà chúng ta thấy bên dưới của tất cả những sự thăm viếng ấy có khi là ngoại giao, nhưng có khi cũng là chính trị, có khi là kinh tế, có khi là lợi nhuận. Chúng ta thấy ngày Tết, nhà nào càng quan chức thì nhà đó càng bận rộn để đón khách. Đám tang cũng thế, đám cưới cũng vậy, tân gia cũng thế. Càng đại gia càng chức quyền thì người ta nườm nượp đến. Còn những người nghèo, những người vô danh tiểu tốt thì không ai đến. Chúng ta cứ thấy đi, một cái đám ma của người nghèo nó cô quạnh. Còn đám ma của nhà giàu thì ôi thôi kinh khủng. Thánh lễ đồng tế đến 5-7 đức cha, 5-7 chục cha. Còn những người nghèo dường như không ai muốn đến cả. Người ta không muốn đến với người nghèo bởi vì người nghèo đến không được có lợi gì cho người ta. Thì chúng ta thấy rằng các cuộc thăm viếng của con người dường như rằng nó mang tên thăm viếng ấy, nhưng nó đều có mục đích ở bên dưới, là một cái gì đó là lợi nhuận, là một cái gì đó lợi, người ta mới đến. Người nghèo thử coi, biết liền, đám ma cô quạnh không ai đến hết cả. Đám tiệc cũng không ai đến, mà cũng không có tiền để mà làm tiệc. Còn người giàu thì hoành tráng. Khi mà còn chức còn quyền thử coi, 25 năm linh mục, 50 năm linh mục, hoành tráng lắm. Nhưng mà về hưu rồi coi, 25 năm linh mục, 50 năm linh mục cũng chẳng ai ngó đến đâu. Một số ít nào đó thôi. Khi mà còn làm cha xứ thì ôi thôi, quà cát, thậm chí tiền nong đếm mỏi cả tay. Nhưng mà khi về hưu rồi thì chẳng ai đến nữa. Để chúng ta thấy rằng con người nó vẫn là con người, ở những cái cuộc thăm viếng nó mang tên gọi là đổi chác, có lợi người ta mới đến. Một ông cha già về hưu, một ông cha mù thì ai thèm đến. Và chúng ta thấy trở về với cuộc thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta thấy một cái ý nghĩa rất tuyệt vời. Khi mẹ Maria có Chúa ở trong cuộc đời của mẹ rồi, mẹ thụ thai rồi, mẹ mới đến thăm bà Elizabeth, và mẹ mang cái niềm vui có Chúa, có Chúa đó đến với gia đình Zacharia và Elizabeth. Không chỉ đến thăm mà mẹ còn ở lại 3 tháng để giúp cho người chị họ của mình sinh hạ. Chúng ta thấy rồi, trong lúc sinh hạ thì cần có người trợ giúp. Và Đức Maria đã ở lại để giúp cho chị của mình trong những ngày sinh nở. Một cái hành động, một cái thái độ thăm viếng rất tuyệt vời của mẹ Maria. Vô vị lợi. Mẹ Maria đi thăm viếng vô vị lợi. Mẹ Maria đã mang Chúa đến, mang niềm vui nhất đời của mình đến cho người khác. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria thăm viếng, chúng ta cũng nhìn lại chính cuộc đời của chúng ta, để chúng ta đặt lại những cái cuộc thăm viếng của chúng ta. Chúng ta có mang niềm vui đến cho người khác khi chúng ta thăm viếng hay không? Hay là chúng ta đi thăm viếng vô vị lợi hay không? Hay chúng ta đi thăm viếng nhưng mà vẫn có cái gì đó nó sôi thịt lắm? Thì chúng ta thấy ngày hôm nay nó rộ lên cái chuyện mạng xã hội đó. Đi thăm viếng người nghèo, đi cho người nghèo một chút cái này cái kia, chưa kịp ăn cơm trưa thôi là đã có hình tung lên mạng. Chưa kịp về nhà là đã có hình tung lên mạng là tôi đi thăm người nghèo, tôi đi thăm chỗ này chỗ kia, tôi đi đến chỗ này chỗ kia, tôi đi hành hương Đức Mẹ, tôi đi hành hương chỗ này chỗ kia. Chưa về nhà là đã có hình tung lên rồi. Người ta khoe người ta đi thăm Đức Mẹ, người ta đi thăm chỗ này chỗ kia, nhưng mà bên dưới của những cái sự thăm viếng ấy là một cái sự trục lợi. Người ta kiếm lợi. Đôi khi người ta đi thăm người nghèo, ngang qua người nghèo, người ta đánh bóng tên tuổi người ta. Cho người nghèo được cái gì? Cho người nghèo được một chút quà mà thậm chí mình cũng không cho nữa. Mình là cái người trung gian, trung chuyển thôi. Mình đi khoe mẽ, mình chụp hình, mình quăng lên mạng là tôi đi thăm người nghèo. Những cái cuộc thăm viếng ấy là những cái cuộc thăm viếng trục lợi. Những cái cuộc thăm viếng coi như là lợi nhuận cá nhân. Xin Chúa cho chúng ta nhìn đến cuộc thăm viếng của mẹ Maria, để chúng ta thấy qua cuộc thăm viếng của mẹ là một cuộc thăm viếng tuyệt vời, một cuộc thăm viếng vô vị lợi. Mẹ đã mang Chúa đến cho người khác. Với cái cuộc thăm viếng của mẹ Maria, chúng ta nhìn đến cuộc đời của chúng ta. Và nếu như khi chúng ta đi thăm viếng ai, chúng ta đừng đặt cái vấn đề lợi nhuận. Chúng ta đừng có trục lợi trong cái cuộc thăm viếng đó, mà chúng ta hãy mang cái tinh thần, mang cái niềm vui đến cho những người chúng ta gặp gỡ, đến với người nghèo.
Đừng lấy người nghèo để đánh bóng tên tuổi chúng ta. Đừng lấy những cái quà cáp của chúng ta chụp hình lên để mà đánh bóng tên tuổi chúng ta. Hãy mang niềm vui có Chúa, hãy mang niềm vui tinh thần đến cho những người chúng ta gặp gỡ, như mẹ Maria hôm nay đến gặp gỡ gia đình Elizabeth. Ngợi mừng Maria, Đức Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ được ban đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu mẹ cứu mang trong lòng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Amen, amen, alleluia. Ngợi mừng Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ được ban đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu mẹ cứu mang trong Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Amen, amen, alleluia. Ngợi mừng Maria, Đức Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ được ban đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu mẹ cứu mang trong Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Amen, amen, alleluia. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những
Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về ý nghĩa của lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Hôm nay nhắc lại ngày Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave, ngay sau khi mẹ cưu mang Chúa Cứu Thế. Mầu nhiệm Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave đã được Đông Phương mừng kính từ lâu đời trước. Bên Tây Phương lần đầu thấy nghi lễ này trong quy chế của nhà thờ Mainz năm 1247. Các tu sĩ dòng Francisco bắt đầu mừng lễ từ năm 1263. Khi giáo hội bên Tây Phương bị phân rẽ trầm trọng và bị thử thách nặng nề, ý tưởng của Đức Giáo Hoàng hướng về Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đến thăm viếng và mang lại cho gia đình Zakaria bao nhiêu là niềm an ủi. Giáo hội cũng đang cần đến sự an bình hiệp nhất và sức mạnh. Cảm biết nhu cầu của giáo hội và tin tưởng vào Đức Maria, ngày 6 tháng 4 năm 1389, Đức Ubario thứ 6 đã ra một sắc lệnh và ngày 9 tháng năm ấy, Đức Bonifacio thứ 11 ban bố việc mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng. Việc thiết lập mừng lễ phát xuất từ cuộc phân rẽ đã được Hội đồng Bale xác quyết để kỷ niệm việc giáo hội được bình an trở lại. Đức Pio thứ 9 đã nâng lên bậc lễ kính ngày 31 tháng 5 năm 1850 để kỷ niệm việc giải phóng thành Roma Gaetae trở về của Ngài. Biến cố này đã xảy ra năm trước trùng vào đúng ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng. Mừng kính mầu nhiệm Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave, Đức Phaolô thứ 6 viết: lễ thăm viếng nhắc lại sự kiện Maria cưu mang Chúa Con đến thăm và giúp đỡ bà Isave, đồng thời công bố lòng nhân hậu của Thiên Chúa cứu chuộc. Sự kiện Đức Mẹ đi thăm bà Thánh Isave đã khởi sự từ loan báo của sứ thần Gabriel trong buổi truyền tin như để xác quyết về quyền năng của Thiên Chúa. Kìa, Isave trong hàng thân thích của người cũng đã mang thai trong lúc tuổi già. Cái thai này đã 6 tháng, nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi. Luca đoạn 1 câu 36. Lúc truyền tin cho mẹ Maria, sứ thần Gabriel đã báo cho mẹ biết Isave, người chị họ, đã mang thai được 6 tháng. Tuy bà đã lớn tuổi và mang tiếng là son sẻ hiếm hoi, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Sứ thần có ý loan tin đó để cho mẹ thấy quyền năng cao cả vô cùng của Thiên Chúa, đồng thời để củng cố thêm niềm tin cho Ngài. Nghe tin đó, mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm người chị có phước vì được Chúa yêu thương cho đứa con an ủi lúc tuổi già. Cuộc thăm viếng này không những nói lên tâm tình bác ái yêu thương của mẹ, mà còn để chia sẻ niềm vui của hai người mẹ. Với niềm vui riêng và nhất là sự thúc đẩy của đức bác ái, Maria đã lên đường thăm viếng người bà con may mắn của mình. Thánh Kinh tiếp tục kể lại cuộc thăm viếng này. Trỗi dậy, Maria đon đả đi lên miền sơn cước, đến một thành xứ Judea, bà vào nhà Zakaria và chào Isave. Và xảy ra là thoạt nghe lời Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ. Vì niềm vui luôn cần được chia sẻ, để mẹ mang Chúa Cứu Thế, mang bình an hạnh phúc cho gia đình Zakaria, đồng thời để hai người mẹ được dịp ca ngợi tình thương vô biên của Thiên Chúa. Chính vì những lý do cao đẹp đó mà mẹ Maria đon đả vội vã, không quản ngại đường xá khó khăn, cách trở. Và này, hai người mẹ vừa gặp nhau thì đứa con trong dạ Isave liền nhảy mừng. Bà được Thánh Thần thúc đẩy, đã vang lời chúc tụng mẹ Thiên Chúa: em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa đến với tôi. Vì này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trích Luca đoạn 1 câu 42-45. Và khi đó, Chúa Giêsu thi hành sứ mạng của người trước khi sinh ra. Người đã thánh hóa Gioan Tẩy Giả ngay lúc còn trong bụng mẹ. Và Gioan cũng đã thực hiện sứ vụ tiền hô của mình khi nhảy mừng Đấng Cứu Thế. Và Đức Maria nhờ Thánh Thần tác động đã cất lên bài ca cảm tạ hồng ân Chúa với những lời lẽ vô cùng cao quý, những lời lẽ mà Hội Thánh luôn dùng để ngợi khen Chúa.
linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Thánh Beda đã quảng cáo bài ca cảm tạ của mẹ Maria như sau: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đức mẹ dùng những lời ấy trước hết là để tuyên dương các ơn Chúa đã ban cho mẹ cách đặc biệt, rồi sau đó mới kể đến các ơn chung Chúa không ngớt làm cho tất cả nhân loại. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Do đó Ngài không gán cho mình một công trạng nào, mọi sự cao cả của mình Ngài quy về Chúa. Đấng mà bản tính là quyền năng và cao cả, nhưng quen làm cho các tín hữu của người từ những kẻ bé mọn và yếu đuối nên cao cả và mạnh mẽ. Và mẹ có lý khi thêm, danh người thật chí thánh chí tôn, để khuyên những ai nghe mẹ nói và thậm chí cả những ai mà các lời của mẹ sẽ vọng tới tai, hãy chạy đến tin tưởng và cầu khẩn danh Chúa, vì chính họ cũng có thể được dự phần ơn thánh hóa đời đời và ơn cứu độ chân thật. Như lời ngôn sứ đã nói, ai cầu khẩn danh Chúa sẽ được cứu rỗi. Đó chính là danh mà trên kia mẹ đã nói, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Trong thông điệp về lòng tôn sùng Đức Maria, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã ghi rằng, công bố lòng nhân hậu của Thiên Chúa cứu chuộc. Thực vậy, lời kinh Magnificat của mẹ đã là lời công bố tuyệt hảo những hồng ân của lòng nhân hậu Chúa. Nhưng riêng các diễn biến xảy ra, việc này cũng cho thấy lòng nhân hậu của Chúa thế nào. Nghe lời Đức Maria chào, hài nhi trong lòng đã được ơn thánh hóa, được nâng lên hàng phẩm chức cao vượt các tiên tri do ơn được tiền định vào công việc cứu chuộc. Con trẻ đã nhận biết đấng đến thăm mình và bày tỏ bằng sự nhảy mừng, tình yêu và niềm kính trọng đối với sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngoài ra, mẹ Maria đã được Chúa dùng làm dụng cụ truyền thông ơn phúc của Thiên Chúa, như muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng mẹ thực sự là máng thông truyền ơn và chúng ta có thể tin tưởng chạy đến sự cầu bầu của mẹ. Thật chỉ một cuộc thăm viếng mà đã đem lại cho chúng ta biết bao bài học thiêng liêng cao quý. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Thánh Mẫu Maria vừa mang thai, Chúa Giêsu Cha đã soi sáng cho Thánh Mẫu đi thăm viếng bà Isabe. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn để được cùng Đức Maria ngợi khen Chúa muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Mẹ có phúc hơn mọi người nữ, những bài suy niệm về Đức Maria trong tháng Hoa Mẹ, được biên soạn bởi Đức Hồng Y Joan Newman và chuyển ngữ bởi Linh Mục Benno Kien thuộc dòng Đồng Công, và Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Maria Mai Trang. Ngày 31 tháng 5, Đức Maria là sao mai sáng. Sự gần gũi nhất trên con đường biểu tượng trong thế giới hữu hình, để bày tỏ cho chúng ta vinh quang của thế giới vô hình, trỗi vượt trên nhận thức thể chất của chúng ta là gì? Những tước hiệu và những lời hứa đích thực nhất là gì? Dù chúng có thể tầm thường, mà một ngày kia chúng ta hy vọng nhìn thấy chúng xinh đẹp và hiếm hoi. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn Mẹ Thiên Chúa có thể coi chúng như của riêng Mẹ. Và đúng như thế, hai trong số đó được gán cho Mẹ và các tước hiệu của Mẹ trong kinh cầu. Những ngôi sao ở trên, những bông hoa ở dưới. Lập tức Mẹ trở thành hoa hồng, huyền nhiệm và sao mai sáng. Hai tước hiệu trên đều rất hợp với Mẹ, nhưng tước hiệu sao mai sáng thích hợp hơn vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, hoa hồng thuộc về trái đất, nhưng ngôi sao được đặt trên trời. Hiện giờ, Mẹ Maria không giữ phần gì trên thế giới này. Lửa, nước, đất, không khí không làm thay đổi hay áp lực gì
đối với các vì sao trên trời. Các vì sao xuất hiện luôn sáng chói và tuyệt diệu trên mọi miền của địa cầu và mọi xã hội loài người. Thứ đến, hoa hồng chỉ có một cuộc đời vắn vòi. Chắc chắn nó sẽ tàn úa, dù trước nó có duyên dáng và tỏa hương. Nhưng Đức Mẹ giống như các vì sao, tồn tại muôn đời. Hiện giờ, Mẹ vẫn sáng chói như ngày Mẹ mới về trời. Mẹ vẫn trinh trong và trọn hào như hiện tại, khi con Thánh Mẹ ngự đến ngày phán xét chung. Sau cùng, Mẹ được đặc ân là ngôi sao mai báo trước mặt trời xuất hiện. Mẹ không tỏa sáng cho chính mình hay từ chính mình, nhưng phản chiếu ánh sáng đấng cứu thế của chúng ta và làm vinh danh người. Khi Mẹ xuất hiện trong bóng tối, chúng ta biết là Chúa đang đến gần. Chúa là Alpha và Omega, đầu và cuối, khởi thủy và tận cùng. Này đây Chúa sẽ đến và mang theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc người ấy làm. Phải, chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ đến. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Xin thông báo, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đã thực hiện xong audio Chuyện Đức Mẹ, Các Thánh nghe trên máy radio MP3. Anh chị em có thể dùng máy này làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong các dịp lễ Tết. Muốn order máy, xin gọi cho chị Lan Chi, số 405-973-6348 hoặc email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Cuộc đời Thánh Gioan Vianney, Bổn mạng Các Cha Sở của tác giả Cado,
do Cha Lương truyền ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, qua giọng đọc của Anna Thúy An, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang và Phêrô Đức Thành. Gioan học thần học và chịu chức linh mục. Tháng 7 năm 1813, Gioan được vào trường thần học. Trong 2 năm, Gioan càng thăng tiến trong đảng nhân đức, về đức khiêm nhường, vâng lời, giữ kỷ luật, đạo đức và các nhân đức khác thì cậu vượt xa các anh em bạn học. Nhưng về sức học, dù không còn tối dạ như trước, nhưng vẫn còn thua kém anh em xa lắm. Cha giám đốc có lòng thương thầy Gioan cách đặc biệt, nên ngài cho một thầy khác đã cao niên và giỏi thần học để dạy riêng cho Gioan. Bấy giờ, địa phận Lyon cùng các địa phận khác trong nước Pháp thiếu linh mục trầm trọng. Có nhiều giáo xứ không có linh mục coi sóc, nên việc đạo đức chảnh mạng, thiệt hại nhiều cho giáo dân. Vì thế, những thầy ở lớp của Gioan mới học thần học có 4 năm tháng thôi, đều được cha giám đốc chủng viện cho chịu chức năm. Phần thầy Gioan Vianney, các giáo sư thấy hạnh kiểm của thầy thì tốt, nhưng việc học thì kém quá, nên họ rất phân vân. Có người bàn nên cho thầy về nhà vì tối dạ quá, không học được. Trong lúc đắn đo như vậy, các ngài đệ trình sự việc cho tòa giám mục để xin đấng bản quyền suy xét. Bấy giờ, đức giám mục đi vắng. Cha chính địa phận đại diện đức giám mục khảo hạch khả năng thần học của các thầy. Cha chính đã biết rõ về thầy Gioan qua cha Bali và tin lời cha Bali. Cũng như biết cha là người đạo đức thâm trầm, nên ngài gọi Gioan đến và khảo hạch riêng trong phòng. Gioan trả lời những câu hỏi của cha chính cũng vừa đủ, không đến nỗi kém quá, nên ngài bằng lòng cho Gioan chịu chức năm. Khi các giáo sư thần học trình bày cho cha chính biết trường hợp của Gioan và muốn biết quyết định của ngài như thế nào, cha chính hỏi: về lòng đạo đức sốt sắng của Gioan thế nào? Có lòng yêu mến Thiên Chúa không? Các giáo sư đều trả lời: về phần đạo đức sốt sáng, cách ăn ở khiêm nhường cùng các nhân đức khác thì Gioan hơn hẳn các anh em bạn học, chỉ mỗi tội là học kém quá thôi. Nghe thế, cha chính trả lời: ta bằng lòng cho thầy Gioan chịu chức năm. Thầy có thiếu điều gì thì Chúa sẽ bù đắp cho. Ngày 2 tháng 7 năm 1814, thầy Gioan Vianney chịu chức năm tại nhà thờ chính tòa Lyon. Không ai kể hết nỗi vui sướng cùng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa của thầy Gioan trong ngày ấy. Khi lễ truyền chức vừa kết thúc, mọi người hát kinh Benedictus, tạ ơn Thiên Chúa. Đến câu Et tu puer propheta altissimi vocaberis, thầy Gioan hát lời ấy thật lớn tiếng và sốt sắng, đến nỗi ai ai cũng nghĩ rằng mai này thầy Gioan sẽ là tiên tri, làm nhiều điều sáng danh Chúa. Năm sau, ngày 23 tháng 7 năm 1815, thầy Gioan chịu chức sáu. Trong những người chịu chức sáu cùng thầy Gioan, có hai vị ngày nay đã được giáo hội tôn phong lên bậc chân phước. Cùng năm ấy, ngày 13 tháng 8, thầy Gioan chịu chức linh mục. Khi đó, thầy đã 29 tuổi. Cha Gioan từng phải vất vả khó nhọc và chịu nhiều xấu hổ cay đắng suốt 12 năm trọn cho tới ngày tiến chức linh mục, nên cha vui mừng và tạ ơn Chúa biết là chừng nào. Bởi vì cha khiêm nhường, không tỏ lộ cho ai biết,
Nhưng qua những lời cha nói sau này về sự cao trọng của thiên chức linh mục, chắc hẳn khi ấy cha đã tạ ơn Thiên Chúa biết là chừng nào. Cha Gioan Viende về giúp xứ Ecully. Những ngày tạ ơn sau khi cha Gioan chịu chức linh mục đã qua, Đức Giám mục bổ nhiệm cha về làm phụ tá cho cha Bali xứ Ecully. Cha Bali thấy Gioan là học trò mình đã thương yêu và dạy dỗ khó nhọc lâu năm, được chịu chức linh mục mà còn được về xứ Ecully giúp đỡ mình nữa, thì cảm ơn Chúa và mẹ vô ngần. Cha Gioan lại càng vui mừng hơn nữa, vì Ngài thật lòng muốn đền đáp ơn nghĩa cho cha Bali là cha linh hướng, là thầy dạy, là người bảo hộ bênh vực và lo cho mình bấy lâu nay. Giờ đây, cha Gioan còn được cha Bali hướng dẫn, chỉ bảo cho biết cách làm việc, cùng tập nhân đức cho xứng với chức linh mục. Giáo dân xứ Ecully cũng vui mừng lắm, vì họ biết cha Gioan nổi tiếng nhân đức ngay từ khi còn là học sinh trường Latin. Cho nên ngày nay, khi làm linh mục, chắc chắn Ngài phải nhân đức hơn bội phần. Riêng cha Gioan được về giúp xứ Ecully và làm phó cho cha Bali thì rất vui mừng, nhưng vẫn phải chịu một điều xấu hổ và đau lòng. Đó là khi Đức Giám mục bổ nhiệm linh mục nào đi coi xứ thì cũng ban cho khả năng giải tội và thi hành các bí tích cho giáo dân trong xứ ấy. Nhưng cha Gioan khi về giúp xứ Ecully thì chưa được cho phép để giải tội. Đức Giám mục bắt cha phải học lại thần học với cha Bali một thời gian nữa mới được giải tội. Cha Gioan lấy điều này làm tủi thân, xấu hổ lắm. Nhưng vì khiêm nhường nên cha vâng lời Đức Giám mục là người đại diện cho Chúa và chịu khó học đi học lại sách luân lý thần học 2-3 lượt. Sau đó, cha Bali trình với Đức Giám mục, Ngài mới ban quyền năng giải tội cho cha Gioan. Khi vừa được Đức Giám mục ban cho quyền ấy, giáo dân đua nhau đến xưng tội với cha. Cha Gioan hiền lành hay thương xót, lại có ơn đặc biệt khuyên bảo được kẻ có tội. Ai nghe lời cha khuyên bảo đều ăn năn ghét tội và yêu mến Thiên Chúa. Do đó, người nào đã đến xưng tội với cha một lần thì cứ muốn xưng mãi với cha, không muốn xưng tội với cha khác. Trong 2 năm, cha Gioan làm phó sứ cho cha Bali, Ngài cố gắng thăng tiến trên đường nhân đức và chu toàn các bổn phận của mình một cách kỹ càng, chu đáo. Cha chính, cha phó hòa thuận yêu thương nhau, ở với nhau một nhà, ăn một mâm, đọc kinh nhật tụng với nhau, siêng năng trầu mình thánh như nhau. Cha Gioan yêu mến cha Bali như con yêu cha, học trò yêu thầy. Quả thật, cha Bali là một vị thánh, là gương mẫu của mọi nhân đức. Cha làm lễ nghiêm trang sốt sắng như một thiên thần. Chỉ cần thấy cha quỳ nghiêm trang, nhìn say đắm vào nhà tạm lâu giờ, ai ai cũng sinh lòng yêu mến Chúa. Cha hiền lành, khiêm nhường, chăm chỉ thi hành bổn phận của mình mà không hề tiếc công, tiếc sức. Khi có tiền, cha bố thí cho người nghèo. Cha chỉ ăn ngày có một bữa mà lại ăn kham khổ. Chẳng mấy khi cha ăn thịt cá nên thân xác còm cõi, mặt mày hốc hác. Khi cha Gioan đã già, Ngài kể chuyện cha Bali hãm mình như sau. Thỉnh thoảng nhà bếp dọn thịt cho chúng tôi ăn, nhưng cha Bali không ăn miếng nào. Tôi thấy Ngài không ăn thì cũng chẳng dám ăn. Nhà bếp bưng đi, bưng lại, bưng ra, bưng vào, cũng một đĩa thịt 3-4 ngày
không thấy chúng tôi ăn, thì không dọn thịt nữa. Những đồ ăn khác cũng vậy. Ngài chỉ ăn qua quýt một hai củ khoai, một chút canh. Ôi, tiếc thay, tôi không được ở với Ngài lâu năm, vì Ngài chết sớm. Nếu tôi được ở với Ngài lâu, thì tôi đã nên khôn ngoan và bắt chước được nhân đức của Ngài một ít rồi. Cha Gioan nói rất thật, không thêm bớt, vì cha đã cố gắng bắt chước cha Bali trong mọi sự, mà học trò cũng không kém thầy. Cha Gioan cố gắng đi đằng nhân đức, ăn chay hãm mình, phạt xác, tính tình hiền lành, khiêm nhượng hòa nhã, thương yêu mọi người, nhất là người nghèo hèn hạ. Khi có đồng nào, cha bố thí hết cho người nghèo. Ngài chỉ có một cái áo trùng thâm và mặc mãi cho đến khi cũ rách quá, không mặc được nữa, thì Ngài mới chịu sắm áo khác. Có một lần, cha Bali thấy Ngài mặc áo đã bạc màu, thì bảo cha Gioan phải sắm áo khác sạch sẽ, xứng đáng với danh phận linh mục. Thì Ngài vâng lời ngay và đưa tiền cho thợ may áo mới. Sau đó hai ngày, có một người mà gia đình trước kia sang trọng giàu có lắm, nay phải xa cơ thất thế, tán gia bại sản, đến xin Ngài giúp đỡ. Cha đến nhà thợ may lấy lại tiền đã giao hôm trước. Cũng may mà người thợ chưa tiêu, để giúp cho người đang gặp khó khăn ấy. Cha chu toàn bổn phận của mình một cách sốt sáng mau mắn. Người ta muốn xưng tội lúc nào, cha giải tội lúc ấy. Bất kể giờ nào, có người đến đón Ngài đi sức dầu kẻ liệt, dù ban ngày hay ban đêm, dù mưa gió, nắng nôi hay giá rét, cha đi ngay mà không hề chần chừ. Nghe cha khuyên bảo kẻ liệt về phúc thiên đàng, ai nấy đều cảm động, muốn chết ngay, muốn từ bỏ mọi sự thế gian này để được lên thiên đàng. Cha Bali qua đời. Cha Bali chưa già lắm, mới có 69 tuổi, nhưng bề ngoài thật lọng khọ, vì khi bé cha phải vất vả lao nhọc. Khi cha thụ phong linh mục năm 25 tuổi, đi giúp xứ được mấy năm thì gặp cuộc cách mạng. Quân cách mạng bắt đạo dữ lắm, nhưng cha thương con chiên, không nỡ bỏ họ mồ côi, nên trong thời gian bắt đạo quyết liệt, cha vẫn ở lại giữa xóm đạo để an ủi những giáo dân của mình lúc khốn khó và ban bí tích cho người bị bệnh nặng hấp hối. Vì vậy, cha phải trốn chui trốn nhủi, nay ở chỗ này, mai nấp chỗ khác, thật khổ sở và suýt bị bắt trong mấy năm liền. Sau khi vừa hết cơn cấm đạo, cha được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm chánh xứ Equili. Cha không những coi sóc xứ ấy, mà còn phải giải tội và thi hành các bí tích cho giáo dân các xứ lân cận, là những nơi không có linh mục trong 9-10 năm liền. Do đó, cha phải vất vả khó nhọc biết chừng nào. Nhưng cũng vì cha quá sốt sắng trong việc ăn chay hãm mình để đền tội, nên ngài chóng tàn hơi kiệt sức. Cha bị ung thư ở chân, phải nằm liệt giường đúng 2 tháng. Căn bệnh ngày càng tăng chứ không thuyên giảm. 2 ngày trước khi qua đời, cha yêu cầu cha Gioan sức dầu cho mình. Có 4-5 linh mục thân thiết khi biết tin ngài hấp hối đã đi 1-2 ngày đường để được gặp ngài lần sau hết. Giáo dân xứ Equili và 2-3 xứ lân cận nghe biết nhân đức thánh thiện của ngài cũng tuôn đến viếng thăm ngài lúc hấp hối. Đến lúc cha Gioan thi hành các bí tích cho cha Bali là cha yêu dấu, là thầy dạy một cách rất cảm động, khiến mọi người có mặt đều bật khóc nức nở. Trước khi chịu lễ như của ăn đàng,
Cha Bali xin đỡ ngồi dậy trên giường mà nói: trong thời gian tôi coi sóc xứ này, tôi có làm gương xấu, làm mất lòng ai điều gì? Tôi xin anh chị em tha thứ tất cả cho tôi và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Lúc đó, cha Gioan đại diện cho tất cả mọi người thưa lại: thưa cha sống với chúng con, cha chẳng làm mất lòng ai, cũng không làm gương xấu cho ai. Nhưng tất cả chúng con nhiều khi đã không vâng lời cha, đã làm cha buồn lòng điều gì. Chúng con xin cha vì Chúa hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng con. Ngày hôm sau, khi cha Gioan làm lễ xong, cha đến viếng thăm an ủi cha Bali. Lúc đó, cha Bali còn tỉnh, nhưng đã yếu lắm rồi. Ngài trao cho cha Gioan những vật dụng để hành xác như roi đánh tội, dây sắt, áo nhậm, rồi nói: cha hãy giấu, hãy đốt những đồ này đi, kẻo người ta xem thấy và nghĩ rằng tôi đã đền được tội ở đời này, nên họ không cầu nguyện cho tôi nữa, khiến tôi phải giam trong lửa luyện ngục cho tới tận thế. Còn cha hãy cố gắng đi đàng nhân đức, chu toàn bổn phận của mình cho sốt sắng và trung thành làm tôi Chúa cho đến trọn đời, để ngày sau chúng ta gặp nhau trên thiên đàng. Cha Bali chỉ nói được đến thế thì mệt lắm, nên ngài ban phép lành cho cha Gioan. Sau đó ngài nằm xuống và mê man. Khoảng một tiếng sau thì ngài an nghỉ trong Chúa. Người ta hay nói phụ tử tình thâm. Khi cha Gioan nhớ lại tình thương của cha Bali dành cho mình bấy lâu nay, cũng như chịu nhiều khó nhọc vất vả vì mình mà nay ngài không còn nữa, nên cha khóc nức nở như con cái mất cha mẹ. Cha Gioan luôn nhớ đến cha Bali, nên khi có dịp là cha thường nhắc đến những nhân đức của cha Bali. Cha Bali qua đời ngày 16 tháng 12 năm 1817, hưởng thọ 69 tuổi, làm chánh xứ Ecoli được 15 năm. Ngày hôm sau, 17 tháng 12, cha Matthias, hiện là giám đốc đại chủng viện, và cha Gioan, cả hai đều là học trò cha Bali, cử hành thanh lễ an táng cho thầy mình một cách trọng thể. Giáo dân xứ Aquili và các xứ lân cận đến dự lễ và tiễn đưa cha Bali đến nơi an nghỉ cuối cùng đông vô kể. Cha Bali qua đời được mấy ngày thì cha chánh xứ Ars cũng được Chúa gọi về. Cha chính địa phận cho gọi cha Gioan lên gặp, và khi giao bài sai làm chánh xứ Ars cho cha Gioan, ngài nói: xứ Ars là một xứ khô đạo từ xưa đến nay. Cha hãy làm cho giáo xứ ấy sốt sắng và yêu mến Thiên Chúa. Cha Gioan vâng lời mau mắn đi nhận xứ Ars, và nhờ ơn Chúa, cha đã làm cho giáo xứ khô khan nguội lạnh này trở thành nổi tiếng khắp thế giới về lòng đạo đức sốt sắng, như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo. Phần 2. Từ khi cha Gioan nhận xứ Ars, xứ Ars biến đổi. Cha Gioan đi nhận xứ Ars ngày 20 tháng 2 năm 1818. Khi gần đến nơi, từ xa làng Ars thấp thoáng những nóc nhà chen lẫn giữa những lùm cây. Cha quỳ xuống bên đường
mà xin Thiên Chúa thương đến đoàn chiên mà mình sắp chăn dắt. Làng A rất nhỏ, chỉ có khoảng 200 người. Phần lớn các gia đình chỉ đủ ăn mặc chứ không giàu có. Vì ruộng nương tuy nhiều, đất đai tuy rộng nhưng cằn cỗi, khó khai khẩn. Và nếu chịu khó cày sâu cuốc bẫm thì không đến nỗi túng thiếu. Nói chung, giáo dân ở đây cũng tốt và kính trọng các linh mục. Nhưng vì suốt thời gian cách mạng cấm đạo, không có linh mục coi sóc dạy dỗ và khuyên bảo, nên đâm ra mê muội, lười biếng đọc kinh dự lễ, chịu các bí tích và không chịu học giáo lý. Khi cha Gioan mới về, ngày thường chỉ 5-3 người đàn bà dự lễ. Ngày Chúa Nhật lễ trọng, không mấy người bỏ lễ, nhưng chỉ đi cho có lệ, rất uể oải. Khi cha giảng thì kẻ ngủ, người ngáp vắt thở dài, tỏ vẻ chán ngán bài giảng, chỉ muốn cho chóng qua. Vừa xong lễ, mọi người ra về hết, không ai ở lại cảm ơn rước lễ. Ban chiều không mấy người đến chầu mình thánh, và ban tối không ai đến nhà thờ đọc kinh chung. Tóm lại, người ta chỉ giữ đạo theo luật thôi, chứ không thực hành việc đạo đức nào. Ngày lễ, đàn ông kéo nhau vào hàng quán nhậu nhạt say sưa, cãi nhau rồi đánh lộn. Thanh niên nam nữ và trẻ con thì tụ tập ca hát nhảy múa cho tới tối. Ngày lễ trọng chỉ được vài mươi bà xưng tội rước lễ, còn đa số chỉ xưng tội chịu lễ một lần trong mùa phục sinh. Có ít người khô khan, 3-4 năm mới xưng tội một lần. Chính ngày lễ Thánh Sito, quan thầy giáo xứ cũng chẳng có mấy người dự lễ và xưng tội rước lễ. Người ta chỉ mê ăn uống say sưa, xem chèo ca hát và khiêu vũ cả ngày. Trong làng ngoài đồng không ai ăn cắp ăn trộm, nhưng những người làng Ars mang tiếng là gian xảo, mua bán không thật thà, đong vơi cân thiếu, buôn bán đồ giả mà không oan tí nào. Vì những người làng Ars không ai là không có tật xấu này. Các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, họ không ra đồng làm việc, nhưng ở nhà đan lát, may vá và luôn tay làm việc vặt cả ngày. Trong mùa gặt hái, sau khi dự lễ xong, người ta ra đồng làm việc, không kiêng việc xác. Cha Gioan thấy con chiên khô đạo và lỗi luật giáo hội như vậy, nên Ngài lo lắng và buồn phiền cùng thương xót họ. Cha nhớ đến giáo dân làng Dadil và Ecoli có lòng sốt sáng, đang đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện và siêng xưng tội, chịu lễ. Thì cha càng buồn phiền hơn nữa, nhưng cha không ngã lòng. Ngã lòng là do bởi tính kiêu ngạo và cậy sức riêng mình, mà cha Gioan thì rất khiêm nhường, biết mình là người kém khả năng, chẳng có nhân đức nên cha không hề cậy sức riêng, chỉ cậy vào quyền năng của Thiên Chúa thôi. Cha tin vững vàng rằng, ai được Thiên Chúa giúp sức thì làm được hết mọi việc. Không việc gì là không làm được. Nên cha luôn khiêm nhường, cầu xin Thiên Chúa thương đến mình và đoàn chiên nhỏ bé của mình. Cha xin Chúa giúp sức để có thể chu toàn điều đã được giao phó là sửa sang việc đạo trong giáo xứ này. Trong Kinh Thánh có chép, ai hằng trông cậy Chúa vững vàng thì sẽ được toại nguyện. Và cha Gioan đã trông cậy nài xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho cha, giúp con chiên bỏ đàng tội lỗi để trở nên đạo đức sốt sáng. Và cha đã không uổng công trông cậy. Sau 8-9 năm, giáo dân xứ A đã biến đổi, bỏ các tính mê, nết xấu và trở nên đạo đức sốt sáng hơn các giáo xứ lân cận. Xứ A trở nên một hình bóng của thiên đàng, cho nên cha Gioan rất vui mừng. Có một lần cuối tuần đại xá, cha nói mấy lời khen con chiên đã thay đổi tính nết rằng: giáo xứ A đã khác ngày xưa nhiều lắm. Giáo xứ chúng ta chẳng những đã sống khá tốt,
mà còn sốt sắng ngoan đạo hơn giáo dân các xứ khác. Cha đã đi giảng dạy cùng giải tội ở nhiều xứ. Cha thấy không xứ nào giáo dân sốt sắng ngoan đạo bằng giáo xứ này. Giáo dân xứ Ars bỏ đàng tội lỗi, bỏ tính khô khan và trở nên sốt sắng. Trước hết là do Thiên Chúa soi trí mở lòng. Sau là nhờ cha Gioan khó nhọc nhiều năm tháng và dùng nhiều phương cách nên mới được như thế. Điều cha Gioan làm được trong giáo xứ A xưa, ngày nay các linh mục cũng làm được trong giáo xứ mình như vậy. Miễn là các ngài phải trông cậy Thiên Chúa vững vàng, cùng cầu xin và dùng những cách thế mà cha Gioan đã dùng. Giáo dân chẳng tự nhiên mà nên đạo đức sốt sắng. Nhưng nhờ linh mục thánh thiện, đạo đức luôn dạy dỗ, khuyên bảo và thúc giục luôn. Giáo xứ nào linh mục thánh thiện thì giáo dân đạo đức. Xứ nào linh mục đạo đức thì giáo dân bình thường. Còn xứ nào linh mục bình thường thì giáo dân tội lỗi. Lời các thánh xưa đã dạy như thế. Những cách thế cha Gioan đã dùng. Cha Gioan đã giúp con trên mình trước đây khô khan tội lỗi, trở nên sốt sắng ngoan đạo hơn giáo dân các xứ khác là một việc rất khó, rất nặng nề. Cha đã phải khó nhọc nhiều năm và dùng nhiều cách thế mới làm được điều đó. Những đoạn sau đây sẽ cho thấy các việc cha làm cùng những cách thế cha đã sử dụng để khuyên nhủ con chiên sống sốt sắng đạo đức. Cầu nguyện và thăm viếng. Cha Gioan cầu xin Chúa giúp sức cho mình để có thể đưa đoàn chiên khô khan tội lỗi trở nên yêu mến Thiên Chúa. Cha không theo ý riêng mình, nhưng chỉ dùng các phương cách mà Chúa Giê-xu đã dạy và những đấng bậc khôn ngoan đã truyền lại. Cha biết làm cho người ta bỏ tội lỗi, trở lại đàng nhân đức là bởi ơn Chúa, chứ chẳng phải bởi tài trí hay khôn ngoan. Cha biết trí khôn mình tối tăm, chẳng có tài cán gì. Thân xác thì thấp bé, gầy gò, không có tướng mạo uy nghi, làm cho người ta yêu mến và kính sợ. Do đó, cha trông cậy hoàn toàn vào Chúa bằng cách cầu xin Chúa đêm ngày. Khi mới đến nhận xứ, cha chẳng hề để ý đến nhà ở bao giờ, chẳng dọn dẹp tu sửa cho lịch sự, mà để mặc giáo dân muốn làm gì thì làm. Vì hầu như cả ngày cha ở trong nhà thờ, không mấy lúc ở trong phòng riêng hay trong nhà xứ. Từ 2-3 giờ sáng cho đến 9-10 giờ tối, trừ lúc ban chiều cha đi thăm viếng con chiên và đưa của ăn đàng cho kẻ liệt, thời gian còn lại cha thường ở trong nhà thờ. Ai có việc đến tìm cha chỉ cần ra nhà thờ. Ở đó cha quỳ trước nhà tạm, không tựa vào đâu, mắt chăm chú nhìn vào nhà tạm, không để ý đến sự việc xảy ra chung quanh. Có lúc cha đọc kinh nhật tụng, có lúc khóc lóc kêu cầu xin Chúa thương đến con chiên của mình như Chúa Giê-xu khi xưa khóc thương dân thành Jerusalem. Giáo dân xứ Ars thấy cha xứ mình cầu nguyện lâu giờ và quá sốt sắng thì ngạc nhiên, và họ rủ nhau đến xem. Họ thấy có những giáo dân xứ Aquilee mà cha Gioan đã coi sóc trước đây phải đi bộ 3 giờ liền để được xưng tội với cha Gioan, thì họ biết cha xứ mình là người rất nhân đức. Ngày kia, bà chị ruột ông tiên chỉ làng Ars là người quý phái sang trọng và đạo đức viết thư cho người em đang ở Paris nói rằng: em đi Paris được khoảng 10 ngày thì cha xứ của chúng ta qua đời.
Đức Giám Mục đã sai một cha khác tên là Gioan đến coi sóc xứ ta. Từ nhỏ đến giờ, chị chưa thấy cha nào đạo đức thánh thiện bằng cha này. Cha ở trong nhà thờ cầu nguyện từ sáng đến khuya. Cha làm lễ rất sốt sắng như thiên thần. Cha ăn chay hãm mình phạt xác còn hơn các thánh tu rừng ngày xưa. Xin em cầu nguyện cho cha. Xin Chúa giữ gìn cha khỏe mạnh để coi sóc xứ As của chúng ta lâu năm, vì cha chết hay đổi xứ. Thật chúng ta khó kiếm được một linh mục nào đạo đức thánh thiện như ngài. Không những cha Gioan cầu xin Chúa mở lòng cho con chiên biết bỏ đàng tội lỗi trở lại, mà cha còn nhớ lời Chúa Giêsu phán: ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Nên cha nghĩ mình cũng phải biết chiên của mình thì mới chăm sóc, dạy dỗ, làm ích cho họ được. Cha thấy các con chiên không đến với mình thì ngài đi thăm họ, an ủi và tỏ lòng yêu thương họ. Mỗi ngày vào giờ trưa hay ban chiều, cha đi thăm 3-4 nhà, lựa giờ người ta nghỉ việc hay lúc người ta về nhà nghỉ ngơi. Vừa đến cổng, cha cất tiếng chào hỏi vui vẻ, hỏi thăm nhà có bằng yên không, mọi người có được mạnh khỏe không, nhà làm ăn thế nào. Những người ở làng Ars chỉ chuyên một việc canh nông mà thôi. Ngày trước, cha Gioan còn ở nhà với cha mẹ, cũng thạo việc ruộng nương lắm. Nên khi có người hỏi về việc làm ruộng thì cha trả lời rất thông thạo. Sau mấy lời hỏi thăm về sức khỏe, việc làm ăn, cha nói thêm mấy lời khuyên bảo về đạo nghĩa. Cha dùng lời ngọt ngào, nhẹ nhàng nên chẳng làm mất lòng ai. Cha vui vẻ, hòa nhã, cùng bày tỏ sự quan tâm săn sóc. Mỗi nhà cha chỉ ngồi độ 15 phút rồi chào từ giã mà đi thăm nhà khác. Giáo dân thấy cha xứ của mình vui vẻ xuề xòa và hay thương người gặp khó khăn nên họ mến phục, ước ao cha đến thăm. Và khi ngài đến thì họ rất vinh dự và vui mừng. Vì cha hay đi thăm con chiên nên chẳng những cha biết rõ hoàn cảnh của từng người mà lại còn được con chiên yêu mến. Và nhờ đó họ mau ăn năn trở lại. Vì thông thường những người mến phục các linh mục, họ cũng kính mến Thiên Chúa và giữ đạo sốt sắng. Lạy Cha Thánh Gioan Vianney, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu đoái thương, nâng đỡ, gìn giữ và chúc phúc cho các linh mục. Xin ban cho các linh mục có trái tim mục tử của Chúa, say yêu Chúa, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là tình yêu, là nguồn sống thật. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Chúng tôi sẽ phát tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa.
thánh hóa chúng ta. Tôi yêu